Bài 1. Yêu cầu của bài 1 như sau. Cho dãy số 2, 4, 6, 8, chấm chấm đến 234. Bài người ta đi cho chúng ta là một dãy số. Yêu cầu thứ nhất, A tìm số thứ 8 của dãy trên. Các con cùng lắng nghe lại. Cho dãy số 2, 4, 6, 8, chấm chấm đến 234. Và người ta yêu cầu mình tìm số thứ 8 của dãy trên. Ở dãy số này, theo các con, nó có phải là dãy số cách đều không? Và vì sao? Có bạn nào nghĩ ra chưa? Đây chính là một dãy số cách đều đấy các con ạ. Dãy số cách đều này chính là dãy số chẵn. Dãy số chẵn thì mỗi số hơn kém nhau là hai đơn vị. Để thực hiện công thức và dựa vào tính số thứ 8 mà ban nãy cô đã hướng dẫn ở phần đầu bài, bây giờ cô trò chúng mình cùng đi làm từng bước như sau. Đầu tiên, muốn biết được ở phần giới thiệu thì cô hướng dẫn với các con là nhẩm nhanh là dãy số cách đều này khoảng cách là 2. Nhưng khi thực hiện bài toán, cô muốn các con kỹ càng hơn thì các con phải đi thực hiện từng bước một. Bước đầu tiên là con phải đi tìm khoảng cách giữa hai số liền nhau trong dãy số là. Các con có thể tìm bằng cách nào? Các con có thể lấy 6 trừ 8, à 8 trừ 6 cũng được. Các con lấy 4 trừ 2 cũng được. Miễn là khoảng cách của chúng chính là hiệu giữa hai số đứng liền nhau. Cô sẽ có phép tính. Khoảng cách giữa hai số liền nhau trong dãy số là 4 trừ 2 bằng 2. Như vậy, khoảng cách giữa hai số liền nhau là 2. Số đầu tiên của dãy là số nào các con? Cũng là số 2.